lâu trong dân gian, con người đã biết sử dụng những kinh nghiệm quý từ hoa để giảm ho như hoa cúc hấp với đường phèn hoặc mật ong, hoa mai phơi khô, hãm với nước nóng uống tay trà, hoa bách hợp trộn đều với mật ong, hấp cách thủy. Kế thừa những kinh nghiệm quý này, công ty cổ phần dược phẩm Việt Đức đã sản xuất thành công thực phẩm chức năng Siro Ho An Khái Hoa. Siro Ho An Khái Hoa là sự phối hợp độc đáo từ nhiều loại hoa quý, hoa khoản đông, hoa bách hợp, hoa kim ngân, hoa cúc, hoa mai. Sản phẩm còn kết hợp với ô mai, mật ong và các vị thảo dược khác, tạo nên công dụng giảm ho toàn diện và rất hiệu quả. Trước kia khi bị ho thì tôi thường dùng hoa cúc hấp với mật ong, nhưng bây giờ tiền lời và đơn giản hơn nhiều, tôi chỉ cần uống An Khái Hoa là đủ. Con tôi thường bị ho mỗi khi thời tiết trở trời, nhưng từ khi tôi dùng An Khái Hoa thì bây giờ tôi không còn phải lo mỗi khi thời tiết thay đổi nữa. Siro Ho An Khái Hoa, bổ phế, tiêu đàm, an toàn từ hoa.